Anh em có biết giùm anh em tất cả những dịch vụ mà anh em đang cần đều đang nằm ở phần bình luận từ Free Fire, Roblox cho đến là Liên Quân, tất cả đều có đầy đủ hết nha. Còn chần chừ gì nữa mà chưa kiểm tra ngay phần bình luận để tận hưởng những ưu đãi mới nhất chỉ có tại kênh của mình nha anh em. Hello anh em và xin chào anh em chờ kênh channel của Starginia. Bắt đầu mình đây. Ok, nếu như mà anh em đã rút vào video này của mình rồi thì đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh. Nếu như mà anh em muốn gọi là xem những video hay hơn từ kênh mình nha. Ok, và nếu như nhiều quá này mà trong video sáng á thì anh em cũng đã nghe mình nói rồi, thì mình sẽ làm clip đó chính là test cái dòng quay MB40, chính là MB40 đi chấp tử thần này bằng 10 nít để xem rằng liệu rằng chúng ta có thể là lấy được một khẩu nào đó trong cái vòng quay này vĩnh viễn hay không. Ok nha. Rồi chúng ta không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đến với là chủ đề của ngày hôm nay. Ở đây mình có mấy cái hộp súng mình chưa sở hữu nữa mà, nhưng mà thôi kệ đi. Thì theo như những gì mà mình từng biết anh em thì mình nên bỏ hai cái góc này nè. Mình nên bỏ hai góc này thì nó sẽ dễ ra skin súng hơn. Tôi không biết làm sao nhưng mà cứ để vậy đi anh em. Và mình sẽ test, nó chính là test hai lượt quay trên mỗi nít nha. Mà nít chính mình sẽ test nhiều hơn, tại vì nít chính thì nó sẽ dễ ở là nít chính thì nó có kim cương nhiều hơn. Và anh em không biết anh em có tin lời nguyền gọi là súng lời nguyền đồ đã sở hữu không nha anh em. Nhưng mà nếu như mà anh em nào á mà có đồ sở hữu rồi á thì có thể là cái dòng quay đó anh em sẽ quay dễ ra hơn đó. Nhưng mà này bịp rồi anh em, nó không ra rồi nè. Nó đâu phải là dễ ra đâu anh em, mà là nó hên thôi đấy, không phải ai cũng hên như tôi đâu anh em. Ok, qua giờ qua nước tiếp theo nha. Ok, và mục tiêu của cũng chúng ta ngày hôm nay chúng ta sẽ test tổng cộng là khoảng 10 nít nha anh em. Và trên 10 nít này thì mình cũng không còn biết là có ra hay không, nhưng mà chúng ta vẫn nên test để xem á là anh em có tin vào nhân phẩm hay không nha. Tôi cũng không biết là trên kênh của mình á có anh em nào đã quay ra khẩu này với giá 9 kim cương hay là 29 kim cương vậy hay không, nhưng mà theo mình thì mình cũng không tin lắm anh em mà. Đấy, ok. Rồi, anh em muốn biết là quay nào trúng anh em thì anh em để cho mình á. Khi mà anh em quay xong một lượt rồi mà cái lượt tiếp theo mà nó hiện lên cái thông báo là người được chọn á, tức là cái lượt quay tiếp theo anh em sẽ được trúng anh em. Cho nên là anh em nhớ, nếu mà quay lỡ quay móc 19 29 hay là 9 kim cương gì đó mà nó ra cái móc tiếp theo mà cái thông báo lên á thì anh em nên đầu tư thêm khoảng đồng mới nữa đi, là anh em sẽ lấy được cái skin súng ở level 1 vĩnh viễn nha. Ok, và mình đang có mặt trên nít thứ 3 rồi. Đa phần là những nít mà mình đạo anh em. Anh em thấy rất là nhiều kim cương đúng không? Không phải là tự nhiên có kim cương gì mà chơi đâu anh em, mà là tôi đã tính trước rồi. Đấy, tôi tính rồi, mỗi lần mà nó ra sự kiện nạp KC mà kiểu như khuyến mãi ấy, là mình sẽ phải là kiên nhẫn, mình gọi là lên shop mình rút kim cương về để mà tích lũy vô những cái nick như thế để mà có gọi là test cho anh em xem. Ok, mấy nick phụ mình quay hai lượt mà không ra là mình sẽ bỏ qua luôn, mình không quay nữa để cho tiết kiệm kim cương để mà test những cái khác ngon hơn nha. Ví dụ như shop huyền bí này, hôm bữa mình test cho anh em xem những cái đồ trong shop huyền bí rồi. Đấy, cho nên là chúng ta cứ gọi là để dành thôi anh em. Kim cương vẫn còn đó, sự kiện vẫn còn đó, cho nên là chúng ta đừng gấp nha. Ok, và đây chính là nít thứ tư, vẫn là như thế thôi. Lý do mình là bỏ cố định một cái mốc nào đó tại vì mình muốn là nếu như mà chúng ta không gọi là không thay đổi vị trí của những cái vật phẩm mà chúng ta bỏ đi á thì liệu rằng trên nhiều nít khác nhau chúng ta có thể là ra được một cái món đồ nào đó vĩnh viễn hay không. Ví dụ như là skin súng vĩnh viễn hay là cái khẩu này vĩnh viễn nha. Mặc dù không phải level 7 nhưng mà mình vẫn hy vọng là sẽ có một cái nít nào đó ra được vĩnh viễn nha. Thật sự luôn á, nếu mà không ra vĩnh viễn thì hơi buồn, với lại là hơi tốn thời gian, nhưng mà không sao. Tôi vẫn có thể test cho anh em xem được, chỉ cần anh em like subscribe được rồi. Ok, và đây chính là nít thứ 5 và cũng là nít mà mình thấy là nhân phẩm cực kỳ luôn. Anh em thấy cái nắm đấm ở rồi là ngoài sảnh là anh em biết rồi ha. Đó, một trong những nít mình rất là tâm đắc tại vì mình quay được một cái này. Mình mở hộp ra được cái nắm đấm này mà. Đấy, một cái nắm đấm mà anh biết nắm đấm đó đâu có rẻ đâu anh em. Có bạn quay 2-3 ngày kim cương không ra đó. Ok, trời ơi, vãi gì mà không lên anh em à. Tí nữa là ra được sự kiện súng MB40 rồi. Mình hy vọng mình ra được một khẩu thôi, không được ra nhiều nha. Ra một khẩu là được rồi. Đây anh em thấy nắm đấm lo xích quyền nè. Nắm đấm này thì lúc trước ra mắt cái server Việt Nam có khi là 3.000 kim cương á. Ok, và tiếp theo sẽ là nick thứ 6, nick của là thanh niên tên là Đáng Yêu. Đấy, Đáng Yêu nhưng mà không biết là tỷ lệ nó có đáng yêu hay không nha. Và cho dù ngày hôm nay chúng ta có quay được sự kiện MB40 hay không thì mình vẫn gọi là tự hào vì có bạn gọi là ủng hộ mình rồi. Đấy, vậy anh em đã ủng hộ mình xem đoạn video này của mình rồi. Chính là mình không có gọi là không khó tiếc đâu anh em. Chỉ sợ là mai mốt mình không test được những dòng quay như thế này cho anh em xem nữa thôi. Rồi thường á là những dòng quay như thế này nè mình test á là dễ bị anh già là cho dễ bị YouTube cho cái gậy đó anh em. Thì mình biết là cái YouTube nó đía lắm anh em mà.
không có làm gì hết trơn á, nhưng mà vẫn bị ăn gậy là chuyện rất là bình thường nha. Cho nên những bạn nào mà mới tập làm YouTube á, mà anh em bị ban kênh một cách là vô lý thì anh em cũng đừng có lo, mình cũng bị mà, cho nên là đó là chuyện bình thường nha anh em. Nhưng mà cái gì cái nói đi cũng phải nói lại, đó chính là mặc dù là nói bình thường thì thôi, nhưng mà mỗi lần mà bị ban kênh vậy anh em là mình sẽ bị stress rất là nhiều luôn. Ví dụ như là cái lần mà mình test cho anh em xem cái sự kiện mà hôm bữa mình mới bị khiếu nại anh em đó. Cái sự kiện đó mình không có làm gì hết trơn á, nhưng mà vẫn bị YouTube nó ban thôi đó. Mình đã cố gắng, mình kiên nhẫn lắm luôn á, mình mới đợi sang ngày hôm sau mình mới dám khiếu nại này mà đấy, mình mới dám khiếu nại ngày hôm sau. Chứ không thôi ngày hôm đó mà mình khiếu nại là coi như là lỏ luôn rồi anh em đấy. Cho nên là những bạn nào á mà có bị gọi là làm chân chính nhưng mà vẫn bị YouTube nó ban, anh em hãy kiên nhẫn, anh em đừng có khiếu nại ngay, mà anh em hãy nhớ lấy cái đoạn video đó đăng lên kênh phụ để xem là kênh phụ có bị khiếu nại không, có bị bản quyền không, mà chắc chắn là có rồi. Nhưng mà nếu mà kênh phụ bị á thì anh em hãy nhớ là lấy cái kênh phụ đó của anh em gọi là đi khiếu nại đó, anh em đi khiếu nại và anh em đợi khoảng nửa ngày, rồi anh em sẽ đợi khi nào mà kênh phụ có kết quả khiếu nại xong á, anh em hãy gọi là chuyển qua kênh chính anh em khiếu nại nha. Cái này là kinh nghiệm của mình cho anh em đó, nó kinh nghiệm xương máu đó anh em, không phải là tự nhiên mà có đâu, mà là bị ban kênh nhiều lần mới có đó anh em. Và cũng có thể là sau khi mình đăng clip này lên chưa được là 1 tiếng đồng hồ nữa là kênh mình bay luôn đó, có thể lắm anh em ấy. Cho nên là nhiều khi á, là chúng ta cũng không biết trước được sự việc mà chúng ta gọi là sắp xảy đến đâu anh em. Cho nên là anh em cứ là sống hết mình về cuộc sống này thôi đấy, đừng bao giờ là suy nghĩ đến những vấn đề mà nó đen đủi quá. Nhưng mà tôi nãy giờ tôi nói hơi bị đen đủi đúng không? Ok, mấy vòng quay này mình sẽ test thử cái lừa 10 lượt của cái này xem là có ra được cái bộ đồ chiến thần dung nham hay không nha. Biết đâu hên hên ra được bộ chiến thần dung nham hay sao đúng không anh em? Đấy, 8 chiếc kim cương giảm 50% cơ mà. Ok. Úi rồi 17 huy hiệu, quá nhiều vậy. Ok, cái hộp này thì mình nghĩ là nên test cái hộp, lấy hộp này đi anh em. Mở ra. Wow, 12 ngày cũng được, tính phần trăm từ từ thôi. Đấy, tích phần trăm từ từ xong rồi nữa là vĩnh viễn cũng ngon anh em. Mặc dù là miệng nói test 10 nít thôi, nhưng mà tôi lúc nào tôi cũng sẽ là test trên 10 nít, anh em yên tâm đi. Đó, cứ mỗi một gọi là một nít như vậy chúng ta sẽ test là 2 lần trở lên. Đấy, một lần là 9 kim cương, một lần 29 kim cương. Đấy, nếu mà 29 kim cương test xong mà nó có hiện lên thông báo người được chọn thì mình test thêm nữa. Đấy, test thêm một lượt tiếp theo nữa. Đấy, nhưng mà không có rồi thì thôi, mình sẽ chuyển qua cái vòng quay chiến thần dung nham. Vòng quay này mình đã test rồi 10 lượt rồi, cho nên là mình sẽ chuyển qua nick khác luôn đây mà cho nó lẹ. Ok, mình đang có mặt trên nick của anh Chiều đây mà. Nít phụ của anh Chiều. Đấy, ok, mà nít này chúng ta cũng sẽ phải là thử thôi. Thử vận may, thử thách quay tay rồi vận may sẽ lớn đó này mà. Đậu xanh sao nãy giờ tôi không thấy cái gì chứ. Ngay cả cái hộp là quy đổi này nó còn hộp là đặc biệt ở hộp quy hiệu này nó còn không cho ra nữa. Nó ra nhiều ở chỗ cái sự cao huyết nguyệt cái này mà. Thôi luôn, ảo thiệt đấy. Ok, để xem 98 9 kim cương được cái gì đây. Được 13 quy hiệu rồi đó, nhưng mà mình không biết là có trúng đồ gì nữa hay không nha. Chúc mừng cái nào? Không chúc mừng rồi. Không chúc mừng là dở rồi. Ba hộp nè, vĩnh viễn nè, không luôn nè, không luôn. Giờ nick này hơi bị đen, không thấy nick này không đâu, mà nãy giờ nick nào cũng đen hết trơn á. Ok, nãy giờ có lẽ chắc cũng đã cỡ 10 nick rồi đó anh em. Đấy, cái này cũng cỡ 10 nick rồi. Vậy là tính sương sương là nãy giờ mình test 10 nick rồi, nhưng mà vẫn chưa có nick nào ra được cái skin này hết hết trơn. Thì tức là cái skin súng trong gọi là một cái quay bay màu á, nó sẽ khó ra hơn là một cái skin nắm đấm hoặc là một cái skin gì đó trong cái vòng quay bay màu. Ví dụ như là cái gì ta, cũng không biết là cái gì, nhưng mà có những cái vật phẩm khác mình quay ngoài nhưng mà phải lại ra đó. Ok, thì dòng quay này mình bẹp ở bị lỏ rồi. Ok, 12 huy hiệu, 12 huy hiệu, để xem có ra được cái gì không. Chúc mừng, không luôn. 12 huy hiệu là điều chúc mừng, là điều là không thể diễn ra đâu, mà không thể xảy ra được rồi. Ba hộp được được 9 ngày nó cũng được, không đến nỗi. Anh em cứ tính đơn giản đi, mỗi một nít là mình test là khoảng 38 kim cương đúng không? Mình em nhân lên cho 10 nít là 380 kim cương cho một nít. Ờ, 380 cho 380 cho một coi gọi là một cái video như thế này. Còn nếu như mà mình có test những dòng quay kia nữa thì sẽ tốn phí cao hơn xíu nha anh em, chứ không phải là gì không đâu. Bởi đó là mình rất là cần những lượt like và lượt subscribe của anh em để kênh mình có được thêm tương tác á, để cho mình gọi là có gọi là kinh phí từ YouTube để gửi về mình gọi là test sự kiện cho anh em xem nữa. Chứ gọi là anh em xem chùa không là tôi mệt mỏi lắm anh em mà. Ok, và nick này chắc có lẽ là nick thứ mười mấy rồi đó. Thời luôn, nãy giờ quá trời luôn rồi nhưng mà vẫn không thấy có dấu hiệu nào nó ra skin súng anh em mà. Ui rồi, cái thì nó mém tới, còn cái thì nó hụt anh em mà. Nó hụt, nó hút luôn.
đấy, dù như cái vòng quay nè, đáng lẽ là nó nhảy luôn rồi đó, nhưng mà nó không nhảy với anh em. Ôi trời ơi, quái được chứ, thằng này quái đạn. Ok, thử một lượt quay đi. X10, 15 nguy hiệu kìa anh em, thấy 15 nguy hiệu đó. Có chúc mừng hay không? Không chúc mừng. Oh my god. Ủa, vậy thêm một lượt đi. Sẵn lỡ rồi, thêm một lượt nữa, chúng mình là có 4 hộp. Khổng này chưa có nè. Mở ra. 10 ngày chẳng luôn. Phải. Ảo may thiệt chứ. Ok, và nick này của mình có mỗi 25 kim cương thôi. Nhưng mà mình cũng phải gán test cho anh em xem. Bỏ hai lượt quay đi anh em. Bỏ hai con này đi, nãy giờ bỏ hai mấy con kia xui quá. Một lượt quay biết đâu ra được skin súng hay sao. Nhưng mà không. Không nha, không hề luôn. Ủa rồi ôi. Rồi, thì tóm lại một vấn đề là một chỗ đó chính là dòng vay MB40 tia chớp tử thần này, khi mà test trên 10 nít, mười mấy nít luôn mà nó vẫn không ra một cái gọi là cái gì gọi là skin súng vĩnh viễn hay là gọi là cái vật phẩm phụ hết, chỉ ra những hộp súng thôi anh em. Cái hộp này nó còn không ra nữa mà, đó là cái vòng quay này. Nếu mà anh em muốn test nhân phẩm thì anh em có thể là test thử, còn ra thì diễn diễn hay không thì mình không biết nha. Nhưng mà nhiều bạn vẫn có comment là có nghe diễn diễn như móc đầu tiên á, mình không biết như thế nào, không biết anh em có bị tình hay không. Nhưng mà thôi, chúc anh em người nào may mắn và hy vọng là anh em sẽ được skin súng diễn diễn nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn lại anh em vào video lần sau. Bye bye.